Bây giờ là 18 giờ. Xin mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật các tin tức mới ngay sau đây. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11 tháng 11 đến đêm ngày 12 tháng 11, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Hồi 4 giờ ngày 11 tháng 11, vị trí tâm bão số 7 ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc, 111,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62-74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ khoảng 15 km/h. Do ảnh hưởng của bão, trên biển khu vực vùng biển phía Tây Bắc Biển Đông, gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 11. Biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 2-4m, vùng gần tâm bão 4-6m, trời có mưa rào và dông. Riêng vùng biển phía Tây, bao gồm vùng biển Hoàng Sa, có mưa bão. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn. Trong khi bão Toraji sắp vào Biển Đông thì bão Dinh Sinh vẫn đang hoành hành, dù giảm cấp. Hiện bão Dinh Sinh ở vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất 74 km/h, cấp 8, giảm 5 cấp trong 24 giờ qua, di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ 15 km/h. Dự báo hôm nay, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 19 giờ, áp thấp nhiệt đới còn cấp 6, giật cấp 8 khi ở trên vùng biển Quảng Nam, Bình Định và tiếp tục giảm còn vùng áp thấp. Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15, hôm nay ngày 11 tháng 11, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng đã trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội về hoạt động quản lý thị trường vàng. Trả lời câu hỏi về hoạt động quản lý thị trường vàng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, thị trường vàng trong nước biến động cũng là diễn biến chung của các nước trên thế giới. Từ năm 2014 đến năm 2019, thị trường vàng Việt Nam tương đối ổn định và nhu cầu mua vàng của người dân giảm. Nhưng từ năm 2021, giá vàng thế giới tăng cao, theo đó giá vàng trong nước cũng diễn biến tăng cao. Tuy nhiên, từ năm 2021 đến tháng 6 năm 2024, Ngân hàng Nhà nước cũng chưa can thiệp. Theo Thống đốc, từ tháng 6, giá vàng thế giới lập đỉnh cao, chênh lệch giá vàng thế giới và trong nước tăng cao. Do đó, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo quyết liệt. Trên cơ sở pháp luật hiện hành, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức đấu thầu. Trong bối cảnh giá vàng lập đỉnh cao và tâm lý kỳ vọng của thị trường cũng rất cao, Ngân hàng Nhà nước đã cân nhắc qua 9 phiên đấu thầu. Đây là giải pháp khá hiệu quả trong năm 2013. Hiện, khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và quốc tế khoảng 15-18 triệu đồng một lượng, đến nay chỉ còn 3-4 triệu đồng một lượng. Về câu hỏi nguồn cung vàng miếng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nêu rõ, từ năm 2014 đến nay, Ngân hàng Nhà nước không cung vàng miếng ra thị trường vì Ngân hàng Nhà nước không sản xuất vàng miếng. Với bối cảnh nhu cầu gia tăng, Ngân hàng Nhà nước cung vàng và chưa đặt vấn đề mua lại. Còn đối với các ngân hàng thương mại nhà nước, khi bán vàng trong giai đoạn này, Ngân hàng Nhà nước chủ yếu thực hiện giải pháp để tăng cung vàng. Đối với hệ thống kinh doanh mua bán vàng miếng, hiện nay đã có 22 tổ chức tín dụng và có 16 doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng miếng. Về lý do vì sao chỉ bán ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, Ngân hàng Nhà nước chỉ cấp phép đối với doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng miếng chứ không có quy định bắt buộc ở địa điểm nào. Bản thân các doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng sẽ tự xem xét, đánh giá nhu cầu của các tỉnh thành và mở địa điểm mua bán vàng miếng. Do đó, thực tế nhu cầu chủ yếu ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố lớn, còn các tỉnh thành khác không có hiện tượng người dân xếp hàng mua vàng. Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, ông Nguyễn Hoàng Long, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, với các sàn thương mại điện tử xuyên biên giới, Bộ Công Thương đã làm việc với cơ quan pháp lý của các sàn Temu và Shein. Trong đó, Bộ Công Thương yêu cầu khẩn trương đăng ký hoạt động với Bộ Công Thương theo quy định pháp luật tại Việt Nam trong tháng 11. Trong thời gian triển khai đăng ký, phải thông báo với người tiêu dùng là đang thực hiện thủ tục đăng ký. Cùng với đó, Temu, Shein phải dùng tất cả các hoạt động thương mại, quảng cáo vi phạm pháp luật Việt Nam để bảo vệ người tiêu dùng.
Bộ Công Thương cũng yêu cầu các sàn này khẩn trương nghiên cứu các pháp luật khác có liên quan đến thương mại điện tử như hải quan, thuế. Ông Long cho biết, các sàn Shein và Temu đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương và trong tháng 11 năm 2024, hai sàn này sẽ đăng ký hoạt động tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định, sau thông báo, nếu các sàn này không tuân thủ, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện biện pháp kỹ thuật như ngăn chặn ứng dụng, chặn tên miền. Cũng tại buổi họp báo, ông Mai Sơn, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Thuế cho biết, theo các quy định hiện hành, với các khoản thu nội địa, trong đó có các khoản thu về hoạt động thương mại điện tử, trên cơ sở của luật quản lý thuế, các nhà quản lý sàn thương mại điện tử xuyên biên giới có trách nhiệm tự tính, tự khai, tự nộp thuế trực tiếp qua cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế, đã được triển khai từ tháng 3 năm 2022. Nếu cơ quan thuế phát hiện các nhà cung cấp nước ngoài chưa khai đúng doanh thu, cơ quan thuế sẽ thực hiện đối chiếu dữ liệu doanh thu và đề nghị nhà cung cấp nước ngoài thực hiện nghĩa vụ thuế. Tiếp theo, cơ quan thuế sẽ thực hiện thanh tra, kiểm tra theo quy định nếu có dấu hiệu gian lận thuế. Được biết, tính đến tháng 10, có 116 nhà cung cấp nước ngoài đăng ký kê khai thuế qua cổng thông tin điện tử với 20.174 tỷ đồng. Về Temu, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, ngày 4 tháng 9, Elementary Innovation Private Limited, chủ sở hữu vận hành sàn Temu tại Việt Nam, đã thực hiện đăng ký thuế qua cổng thông tin điện tử dành cho nhà cung cấp nước ngoài của Tổng cục Thuế và được cấp mã số thuế là 900-000-1289. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Nhà Trắng sẽ giải ngân 6 tỷ đô la Mỹ viện trợ còn lại cho Ukraine trước lễ nhậm chức của ông Trump. Thông tin này được Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ cho biết trong cuộc phỏng vấn được kênh CBS công bố ngày 10 tháng 11. Ông Jake Sullivan nói, một trong những mục tiêu chủ đạo của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong những tháng cuối nhiệm kỳ là đặt Ukraine vào thế mạnh mẽ nhất trên chiến trường để đảm bảo họ có lợi thế lớn nhất khi ngồi vào bàn đàm phán. Ông Sullivan thêm rằng, Mỹ sẽ giải ngân khoản viện trợ 6 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine để thực hiện mục tiêu này trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump nhận chức vào tháng 1 năm 2025. Kể từ khi chiến sự bùng phát đầu năm 2022, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hàng chục tỷ đô la Mỹ vũ khí, đồng thời dẫn đầu liên minh gồm hàng chục nước ủng hộ Kiev. Viện trợ của Mỹ vào lúc này còn được cho là rất quan trọng khi Nga đạt được nhiều bước tiến trên chiến trường, còn Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu quân và vũ khí ngày càng trầm trọng. Được biết, Tổng thống đắc cử Donald Trump từng nhiều lần chỉ trích quy mô hỗ trợ tài chính và quân sự của Mỹ cho Ukraine, tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột trong một ngay sau khi nhậm chức. Điều này khiến nhiều người lo ngại chính quyền mới của Mỹ sẽ thúc đẩy thỏa thuận yêu cầu Ukraine nhường lãnh thổ cho Nga để đổi lấy hòa bình. Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần khẳng định, Nga sẽ ngừng bắn và bắt đầu đàm phán hòa bình nếu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và rút toàn bộ lực lượng khỏi 4 tỉnh mà Moscow sáp nhập vào cuối năm 2022. Điều mà Kiev kiên quyết bác bỏ. Lãnh đạo Ukraine và các thành viên NATO ở châu Âu đã nhanh chóng liên lạc với ông Trump sau khi ứng viên đảng Cộng hòa thắng cử. Tuy nhiên, họ cũng âm thầm chạy đua lập kế hoạch cho tương lai Tổng thống Mỹ dành ủng hộ ít hơn cho Ukraine và NATO. Ngày 11 tháng 11, Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba cùng nội các của ông đã nộp đơn từ chức, mở đường cho cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào cuối ngày để lựa chọn thủ tướng mới sau cuộc tổng tuyển cử hồi tháng trước. Trước đó, trong cuộc gặp với Thủ tướng Ishiba ngày 10 tháng 11, Chủ tịch đảng đổi mới JIP Nobuyuki Baba, đảng đối lập lớn thứ hai của Nhật Bản, đã từ chối hợp tác với liên minh cầm quyền trong việc thông qua ngân sách và các dự luật khác tại quốc hội nếu không có cải cách chính trị. Đảng này yêu cầu phải tăng cường tính minh bạch trong việc sử dụng các khoản trợ cấp hàng tháng mà các đảng trao cho các nhà lập pháp trước khi có thể xem xét bất kỳ sự hợp tác liên đảng nào. Do liên minh cầm quyền gồm đảng Dân Chủ Tự Do LDP và Komeito hiện nắm thiểu số tại Hạ viện, nên cuộc bỏ phiếu vào cuối ngày 11 tháng 11 có khả năng sẽ chuyển sang vòng 2 giữa ông Ishiba và lãnh đạo đảng Dân Chủ Lập Hiến, đối lập chính Yoshihiko Noya. Đây sẽ là lần đầu tiên sau gần 30 năm Quốc hội Nhật Bản phải bỏ phiếu vòng 2. Trong một diễn biến có thể gây sốc trên chính trường nước này, ngay trước cuộc bỏ phiếu ngày 11 tháng 11, người đứng đầu đảng Dân Chủ vì Nhân dân DPP, ông Yuichiro Tamaki, thừa nhận đã ngoại tình với một phụ nữ sau khi tạp chí lá cải Smart Flat
đăng tải những bức ảnh của ông và người phụ nữ mà ông được cho là đang hẹn hò. Theo Japan Times, diễn biến này có nghĩa là ông Tamaki có thể sẽ phải đối mặt với áp lực lời vị trí đứng đầu bảng đối lập lớn thứ 3 tại Nhật Bản, mặc dù ông không tuyên bố từ chức ngay lập tức.